tạo hình hoa cúc, tạo hình một con thuyền. Này xem hình tạo hình gì nữa nha các bạn ơi. Mình nghĩ là hoa này Hồng Kông và Macau à? Chưa máu? Chưa Macau hả? Chưa Xiang Cảng à? Hồng Kông và Macau. Hình như họ thông điệp là Trung Quốc, Macau và Hồng Kông vẫn là một. Ừ. À, đây là hình một tên lửa đây. À, lên không trong vũ trụ ra kia là cái con mô hình đây là một tên lửa lên không trung. Đây là quả cầu kia là vũ trụ rồi các bạn nhé. Bay. Đây vệ tinh bay lên mặt trăng các bạn. Đó, đầu tên lửa. Đây. Đây tiếp tục gần hết rồi các bạn ạ. Xem đây cái nhà gì đây. Đấy, gái xinh đây các bạn ơi. Đấy, sao đây. Đấy, sao đây sang mình. Ô hình trái hình Trung Quốc các bạn ạ, bản đồ Trung Quốc. Đây là bản đồ Trung Quốc này. Đó, hình to như này các bạn. Này không có biết Việt Nam mình bên nào đấy. Đây là Trung Quốc các bạn này, này. Bản đồ luôn này. Đó, hình kia kìa. Hình kia là bản đồ của Trung Quốc này. Đấy. Tạo hình phong phúc. Đấy. Tối qua đã quay được gái xinh thế nào. Đây hình một thuyền này. Hình một quả cầu. Hình một quả cầu địa lý. Và kia là Trung Quốc. Bản đồ Trung Quốc. Thế tạo hình một ngôi nhà đẹp nhỉ. Rất phá sự hả? 8 điểm sao không? Bài giờ bài giờ các bạn ơi, mình cũng đã đi hết rồi nha, thì chắc video của mình cũng xin phép là kết thúc ở đây. Thì các bạn thấy video hay thì nhớ like và đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye, xin chào các bạn. Bây giờ anh bạn thầy cô mình đang gửi mình về rồi nha.